À, em chào tất cả các chú anh chị, mình đang xem video trên kênh Vườn Lan Minh Thắng cả nhà. Thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị mình một cái giống sim mới nha. Sim này thì hiện tại thì cũng mới nhập bên Thái về, chưa biết tên đó anh chị ơi. Thì cái chậu lựu đạn này là chậu của Thái anh chị ha. Chậu này là kêu thông thường dân chơi lan anh chị em mình nó gọi là chậu lựu đạn đó. Thì hàng này thì hàng mới vừa cập cảng thôi, cập bến luôn. Cây rất là đẹp anh chị ha, hàng tươi luôn. Thì là sản phẩm của Thái Lan luôn. Em ship là một chậu như thế này luôn chị ha, họ ship là ba chậu một cái combo. Thì giá thằng này thì cũng nó thuộc họ nhà xin á, em sẽ quay mặt bông cho anh chị em xem có mặt bông anh chị ha. Đây là cái mặt bông của cây cây này, nó nở mà vườn bên Thái nó gửi mẫu về anh chị ha. Đó thì bên Thái Lan này gửi mẫu về cho bên em, thì cái sản phẩm nó như thế này. Cái này là họ nhà xin luôn rồi, nhà xin anh chị ha. Cái lưỡi quá là đẹp nè. Cái dòng này thì đây là cái lưỡi anh chị ha, cái lưỡi này lưỡi tím rất là đẹp. Cánh này rất ngoài, ở ngoài nó màu màu cam rất là đẹp anh chị, chứ không phải nó mét mét đâu. Màu này rất là sắc sỡ nè. Cái khung bông cũng rất là to nha anh chị ha. Và cái vỏ bông cũng khá là dài, cho nên chị em mình chơi thì cái sản phẩm này em ship cho anh chị mình 3 chậu 390.000đ nha các nhà ơi. Thì anh chị mình chốt giúp em là một combo, thì em sẽ kèm theo một cái hũ phân bón để tặng cho anh chị em mình chăm sóc đó. Chưa mua về. Cái hàng này thì cây như thế này thì anh chị mình đã ra hoa rồi nha. Cây như thế này là cây mẫu thôi, một cây để bông mẫu thôi anh chị ha. Thì em kêu người ta gửi mẫu về để cho anh chị em mình biết mặt bông, mình chơi cây phải biết mặt bông như vậy nó như anh chị mình thích. Thì em sẽ quay cây cho anh chị mình xem ha. Ở cả nhà ơi, như là cái cây xin anh chị em ha. Thì nãy em quay mặt bông rồi, thì bây giờ em quay cái cây cho anh chị mình xem ha, tham khảo ha. Mới vừa về thôi mà lá nó rất là đẹp nha, lá đã đứng lên trơn rồi. Nhiều cây nó có ra cái mầm rất là khỏe anh chị. Dòng này thân thủ anh chị ha. Đối với cái sản phẩm này thì thân lá gì nó cũng đẹp hết, cho nên cái nhà mình chăm nó rất là khỏe anh em ha. Mà anh chị biết cái sản phẩm này nó rất là xuyên bông. Nó tại vì nó anh chị mình thấy cái cây mẫu em đưa rồi đó. Cái cây nó rất là ngắn, có tầm một gang tay thôi là nó đã ra cái vỏ bông rất là dài. Anh chị em ha. Đó. Đây anh chị, nó rất là đẹp nha. Cái này mình trồng thuần lại thì nó dễ thôi anh chị. Về anh chị mình cứ để như thế này một ngày hoặc hai ngày, rồi anh chị mình tưới B1 á, loãng cây hoặc là amirin á chị, là nó khỏe cây liền à. Cái lô này em về cũng khá là ít, chứ từng em về những có 100 mấy cây thôi. Anh chị em nào chốt thì giúp em là chốt sớm ha, tại vì sản phẩm này rất là đặc biệt, là tại vì nó chưa có thị trường mình nhiều, thì anh chị mình chơi sưu tầm hàng độc cũng được anh chị ha. Mặt bông nó chuẩn luôn, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm về mặt bông nha. Rồi em cảm ơn cả nhà, anh chị mình đặt hàng thì cứ liên hệ số điện thoại của em anh chị ha. Rồi em xin phép cả nhà em xuống video nha anh chị em ơi. À quên nữa, lưu ý một điều anh chị em ha, bên em ship code toàn quốc và anh chị em mình được kiểm tra hàng nha cả nhà ơi.